Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý khán đang xem video. Hôm nay em giới thiệu đến cho các bác chiếc xe lăng Lissan 1,5 tấn. Chiếc này là máy xăng, số sàn thắp lăng 3,5 m. Có chức năng là cơ bản. Di chuyển bằng hai lốp trước lốp hơi, hai lốp sau lốp đặc. Cái tháp này thì là 3,5 m các bác nhá. Đang theo thiết kế là 3,5 m. Các bác mà muốn cao hơn 4 m thì đều có nhá, hoặc là xuống 3 m. Xe thì tình trạng là nguyên zin, sơn xi các thứ đều nguyên zin hết. Ghế rất là đẹp luôn, ghế vẫn chưa bọc, ghế theo xe là các lớp sơn nó rất là đẹp luôn. Máy móc thì chạy máy xăng nguyên bản của Lissan. Máy rất là chất luôn Lissan. Chiếc này mà rửa lên thì các bác nhìn rất là đẹp luôn ạ. Lúc đầu thì rửa lên rất là đẹp nhưng mà bây giờ để bên này nó bụi ấy. Đấy, nhất là để ngoài trời nắng mưa bụi. Đấy, rửa lên cái này rất là sạch ngay. Đấy, cánh quạt nhá, cánh quạt này các bác thì kể quan sát này, cánh quạt nguyên zin này, dây cura này, củ phát này. Đấy, bơm này nguyên zin theo xe, hàng Nhật bãi. Đấy, máy thì H15 Nissan này, giá tiền trục các bác nhá, giá tiền trục rất là rẻ. Các bác nào mà lưng hạ hàng nhẹ loanh quanh khoảng 1,5 tấn đổ về thì có thể tham khảo em Nissan này. Đấy, xe thì tình trạng em chưa có bảo dưỡng, các bác mà lấy thì em bắt tay vào bảo dưỡng, thay càng, thay lốp, rồi là phớt, rồi là dầu, đấy, vệ sinh bình xăng. Xe thì sẵn bãi rất nhiều, các bác chỉ cần quan tâm là em tư vấn cho các bác. Chiếc này thì có luôn đèn chớp này. Đấy, em thì vận chuyển toàn quốc luôn, các bác trên mọi miền tổ quốc mà cần đến xe lăng thì cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại là 0379 875 765, em tờ Lân, Hoàng Lân, Sơn Lâm, Nhật Bãi. Ngoài ra thì em có rất nhiều phụ tùng và máy gặt nha. Máy gặt thì có DC60, DC70, rồi giờ là tông đơ, R140, rất là nhiều luôn, dòng to bé em có hết nhá. Các bác nào mà cần thì cứ alo trực tiếp cho em. Em thì sẵn khoảng 100 xe, phụ tùng có rất nhiều, đồ thay thế sẽ có rất nhiều cho các bác. Tháp rồi là chức lăng này, các bác thể quan sát này. Hoặc là cái con xe mà đổi cho khách về, em cũng thỉnh thoảng vẫn nhận đổi xe cho khách. Đấy, các con xe mà khách mà cần muốn lăng đời đây, về chốt ra bãi và cho vào làm phế liệu chứ không lấy của khách về mà bán như xe bãi được. Đấy, các bác quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp mình, số điện thoại của em tư vấn cho các bác, 0379 875 765. Trân trọng các bác đã theo dõi video nhé. Đấy, các bác mà cần thử tải hay là cần quay video trước này thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.